Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm 2011, hội nghị cạnh tranh ASEAN ACC được tổ chức luân phiên hàng năm là hoạt động thiết thực giúp các nước thành viên đảm bảo thiết lập môi trường cạnh tranh công bằng, hiệu quả cho từng quốc gia khối ASEAN. Và kể từ đó đến nay, các quốc gia ASEAN đã có nhiều thành tích và kết quả to lớn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách và pháp luật cạnh tranh. Với chủ đề Hành động của cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN nhằm thúc đẩy môi trường cạnh tranh ASEAN sau đại dịch, Hội nghị cạnh tranh ASEAN ACC lần thứ 9 do Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN vừa hoàn thành giả soát kế hoạch hành động và xây dựng chương trình hoạt động mới đến năm 2025. Ngay từ lúc dịch bệnh bắt đầu diễn ra, nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN đã có hành động tức thì khi đã thông qua việc ban hành tuyên bố chung nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Tuyên bố chung đã thể hiện thông điệp kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong ASEAN tiếp tục tuân thủ pháp luật cạnh tranh kể cả trong thời kỳ dịch bệnh. Tuyên bố cũng đồng thời nhấn mạnh cam kết của cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN trong việc tăng cường hợp tác để xử lý những hành vi phản cạnh tranh diễn ra trong khu vực. ACC lần thứ 9 có sự tham gia của khoảng 600 đại biểu đến từ cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN và các nước khác như Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh. Đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, học giả cùng chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn về các vấn đề cạnh tranh cũng như công tác thực thi luật và chính sách cạnh tranh. Sự kiện này cũng không nằm ngoài mục tiêu thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của luật và chính sách cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới, phục vụ lợi ích của cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp. Theo thống kê, Covid-19 hiện đã gây thiệt hại đến 3,3% GDP của ASEAN khi hầu hết các nước thành viên đều bị tác động tiêu cực bởi đại dịch. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực suy giảm 24,6% so với trước đại dịch và nhiều ngành lĩnh vực bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên với những nỗ lực nội tại, các chuyên gia dự báo lạc quan cho phát triển kinh tế trong thời gian tới với mức tăng trưởng kinh tế khu vực ASEAN năm 2022 ước tính tăng 5% so với năm 2021. Một cuộc khảo sát của Ủy ban cạnh tranh Indonesia vào năm 2021 về tác động của đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế đến chính sách và luật cạnh tranh ở các nước ASEAN. Kết quả khảo sát cho thấy có sự lo ngại về việc gia tăng các nền kinh tế kỹ thuật số và tác động đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Điều đó đòi hỏi các chính phủ cần phải quan tâm đến chính sách cạnh tranh trong chiến lược tổng thể quốc gia, nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN trong việc thực thi chính sách và luật cạnh tranh khu vực. Do đó tôi tin rằng tầm quan trọng của việc duy trì cạnh tranh lành mạnh trong khu vực có thể giúp nền kinh tế ASEAN phục hồi nhanh hơn và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Là một thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn đánh giá cao tầm quan trọng của quá trình hợp tác giữa các nước thành viên trong khối cũng như luôn tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác khu vực nói chung và về lĩnh vực cạnh tranh nói riêng. Công tác thực thi luật cạnh tranh và chính sách cạnh tranh hiệu quả sẽ là nền tảng để đảm bảo việc duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các thành phần kinh tế là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thương mại và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như khu vực ASEAN. Ngoài ra, môi trường cạnh tranh lành mạnh sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng thông qua việc tạo điều kiện cho họ tiếp cận với nguồn hàng hóa dồi dào hơn với chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý mà còn là chìa khóa dẫn đến đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tôi đánh giá cao Việt Nam đã đảm bảo được sự tuân thủ của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động cạnh tranh bình đẳng. Trong thời kỳ dịch bệnh phức tạp, Việt Nam tăng cường vai trò của công tác thực thi chính sách cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết ổn thỏa những thách thức đặt ra đối với cơ quan cạnh tranh trong công tác thực thi pháp luật trong bối cảnh có sự chuyển dịch nhanh sang nền kinh tế số, qua đó giúp kết nối tăng cường hợp tác giữa các cơ quan cạnh tranh trong bối cảnh có thể xảy ra các cuộc khủng hoảng khác nữa trong tương lai. Dù được tổ chức theo hình thức trực tiếp hay trực tuyến hội nghị cạnh tranh asean vẫn tiếp tục là cầu nối là diễn đàn cạnh tranh quan trọng để cơ quan cạnh tranh các nước trong và ngoài khu vực các học giả chuyên gia cạnh tranh các đối tác phát triển và cộng đồng doanh nghiệp có cơ hội tương tác trao đổi chia sẻ để giải quyết vấn đề nổi cụm về cạnh tranh trong khu vực hướng tới mục tiêu duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh trong khu vực đảm bảo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng